các diễn giả được mời đến buổi thảo ngày hôm nay. Chúng ta rất cảm ơn ban tổ chức đã cho cơ hội để chia sẻ thời gian lúc này nói chuyện với chị Vân Anh. Tại chúng ta trong xã hội, trong cộng đồng chúng ta rất nhiều người quan tâm đến một lĩnh vực. Tuy nhiên là đôi khi đứng ở các góc nhìn khác nhau, cho nên chúng ta có những cái nhìn nó chưa được toàn diện. Những cái cuộc như này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn của vấn đề. Có thể nói rằng tôi lại nhắc lại cái câu chuyện lúc nãy nói chị Vân Anh, là chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng nhau. Có thể mục tiêu cách làm sẽ có tổ chức nó khác nhau, nhưng nếu như mà xin lỗi, cách làm có thể khác nhau nhưng mục tiêu chúng ta giống nhau, đối tượng giống nhau, hoàn toàn có thể kết hợp để làm vấn đề nó tốt hơn. Đó chính là lý do tại sao hôm nay tôi có mặt ở đây để chia sẻ với anh chị một vài cái câu chuyện liên quan đến công tác tài năng trẻ. Thực ra nhiều anh chị đây chắc sẽ phải tò mò tài năng trẻ là ai. Thực ra nó chưa có văn bản quy chuẩn nào về tài năng trẻ, nhưng chúng tôi trong nhiều năm qua chúng đoàn tự đặt ra những cái gọi là cái gọi là cái tiêu chuẩn để lựa chọn, bởi vì là không có ai đặt ra, cho nên là tổ chức của thanh niên chúng tôi đặt ra để làm gì? Đặt ra để xác định được đối tượng, bởi vì nếu không đặt tiêu chuẩn thì sẽ không xác định được đối tượng, và không xác định được đối tượng thì chúng ta sẽ không có các giải pháp cho đối tượng đó. Cho nên là mặc dù ở nhiều góc độ khác nhau chúng tôi dựa vào những nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thanh niên Việt Nam, những cái nghiên cứu của các ban đơn vị chuyên môn, trong đó có trung tâm của chúng tôi, về tài năng trẻ để xác định được các cái tiêu chí để xác định cho một tài năng trẻ, nó cũng rất giản dị thôi. Họ là những người Việt Nam, thanh niên Việt Nam có tuổi đời dưới 35 tuổi. Luật thanh niên chúng ta quy định là 30 tuổi, nhưng chúng tôi thấy rằng người Việt Nam đến 35 tuổi vẫn rất trẻ. Cho nên chúng tôi coi các bạn là dưới 35 tuổi là các bạn trẻ. Tại sao nó có cái lý do là trong cái quy định về luật thanh niên thì là 30 tuổi, nhưng các bạn nếu đọc điều lệ đoàn thì sẽ thấy rằng nếu các bạn đến 30 tuổi mà các bạn vẫn còn có nhu cầu tham gia vào tổ chức đoàn thì các bạn được tham gia đến 35 tuổi. Đó là lý do tại sao chúng tôi lựa chọn cái điểm là 35 tuổi. Thế mà họ có những cái, họ bắt buộc phải có tài năng. Tài năng ở đây được thể hiện bằng những cái thành tích. Em bắt lại cho mày. Tự thể hiện bằng những cái thành tích mà các bạn ấy có được trong học tập nghiên cứu khoa học, thể thao, nghệ thuật, vân vân, rất nhiều các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thì đây sẽ là những cái bạn mà chúng tôi xem là tài năng trẻ. Đương nhiên trong mỗi cái hoạt động khác nhau chúng tôi sẽ lựa chọn đối tượng phù hợp. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi vừa tổ chức xong cái đại hội tài năng trẻ Việt Nam. Cái đại hội này 5 năm một lần, và các bạn này tôi lấy ví dụ như là đại biểu để dự được đại hội này, đương nhiên là tài năng trẻ nhưng có quy chuẩn. Ví dụ như là thông thường các bạn ấy sẽ phải là, nếu là học sinh thì các bạn ấy phải có thành tích học tập xuất sắc này, rồi là các bạn phải có huy chương vàng trở lên ở các cuộc thi trong nước.
Nhưng mà vừa rồi thì là do là đại biểu đăng ký đông quá, cho nên chúng tôi phải cùng làm để lấy những huy chương bạc thế giới trở lên thì mới loại được, nói nôm na là loại được bớt ứng viên để mà chọn cái dự tuyển của đại trẻ. Thành thử ra là cái này thì cũng là cái yếu tố mà chúng tôi đang đánh giá nó khá là tương đối thôi, tức là có những thành tích trong các lĩnh vực của các bạn thì đang theo đuổi học tập và nghiên cứu. Và tại sao phải kết nối câu này chắc là rất nhiều anh chị ở đây trả lời được, nhưng mà tôi cũng muốn khái quát lại một chút. Tức là rõ ràng rằng là chúng ta thấy là đội ngũ này thì họ có tài năng, thế tuy nhiên là gì ạ? Tuy nhiên là vừa rồi tôi rất đồng tình với ý kiến của phó sư vừa xong trình bày đấy, tức là họ có thể có nền tảng như vậy, họ còn thiếu rất nhiều thứ. Và thế nhưng Việt Nam nhìn chung là chúng ta thiếu các kỹ năng. Tôi còn chưa nói về câu chuyện là mình, với chúng tôi là một tổ chức chính trị xã hội, thành thử ra tôi cũng nhận thức về chính trị, nhận thức về những cái vấn đề liên quan đến lịch sử văn hóa xã hội, chúng tôi cũng yêu cầu rất là cao. Thế thành thử ra các bạn này cần phải được đưa vào các cái môi trường để các bạn ấy hiểu rõ thêm về những vấn đề đó, được rèn luyện thêm kỹ năng. Thì đấy là những cái câu chuyện mà các bạn ấy cần được chúng tôi hỗ trợ. Thứ hai là họ là những nhân tố rất là quan trọng trong phát triển đất nước. Chẳng ai nói rằng là một bạn tài năng trẻ sẽ không có cơ hội bằng một bạn bình thường. Rõ ràng các bạn có cơ hội cao hơn để trở thành người thành công. Do vậy là nếu như chúng ta có được cái sự hỗ trợ giúp họ phát triển thì đây sẽ là những nhân tố quan trọng để phát triển đất nước, phát triển chính cái cộng đồng của các bạn đang sinh sống và học tập làm việc. Thế rồi là họ có nhu cầu tự thân để kết nối. Tôi phải nói Bách ở đây là một trong những cái cá nhân tài năng trẻ mà không còn trẻ nữa nhưng nhu cầu kết nối vẫn còn rất cao. Đấy là lý do tại sao anh tham gia vào cái mạng lưới chính trẻ Việt Nam toàn cầu để anh kết nối mọi người với nhau. Và phải nói là anh Bách thì tham gia với chúng tôi từ ngày còn trẻ, tức là dưới 35 tuổi, nhưng bây giờ anh không còn trẻ nữa nhưng mà tinh thần thì vẫn còn rất trẻ. Thế và đây là nhu cầu tự thân. Anh Bách có tham gia cùng với tôi trong rất nhiều các hoạt động thì thấy rằng đây là nhu cầu tự thân. Chúng ta có nhu cầu kết nối với nhau, không phải bởi vì chỉ phân lý là để hình thành các nhóm nghiên cứu rồi hình thành các câu chuyện chúng ta kết nối trong công việc đâu, mà họ có nhu cầu kết nối để họ hỗ trợ cho những người khác nữa. Đấy là những câu chuyện mà chúng ta thấy có thật. Đây là ba vấn đề mà chúng ta cho rằng là cần phải giải quyết, và đó chính là lý do tại sao chúng ta cần kết nối hỗ trợ cũng như là phát huy được những cái trẻ này. Tôi xin điểm qua một chút các hoạt động, bởi vì thực ra đây có rất nhiều các anh chị khi nói những câu chuyện tài năng trẻ chúng ta có một cái nhìn cũng khá là mơ hồ về câu chuyện trong thời gian vừa qua làm cái gì tài năng trẻ thì có kích xuất lên trên chúng ta thấy cũng có nhiều kết quả, nhưng thực tế ra có rất nhiều những vấn đề của chúng tôi trong thời gian vừa qua đã làm. Thực ra chúng tôi vì là tổ chức chính trị xã hội, thành thử ra chúng tôi triển khai các hoạt động nó đều thông qua những cái phong trào. Nghe thì nó có vẻ như là cái gì đấy, ngày xưa cứ nói phong trào nhưng nghĩ cái chuyện ca hát rồi là leo cây trèo tường dán giấy, nghe không có cái gì rất là hình thức. Nhưng thực ra nếu đi vào bản chất và nếu như các anh chị, đặc biệt như chị Mai Trâm theo dõi đoàn thanh niên thời gian vừa qua, sẽ thấy một cái sự chuyển rất lớn. Và ngày hôm nay cái vai của đoàn thanh niên khi mà kết hợp hội liên hiệp thanh niên kết hợp với cả BC để làm cái chuyện này, nó cũng là một cái sự chuyển rất là lớn trong thời gian tôi chỉ không dám nói xa nhưng trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây. Thế mà chúng tôi đến gần hơn với cả thanh niên thì các anh chị thấy hình ảnh đây là những cái hoạt động, là những cái phong trào. Đây chỉ là cái kết quả của phong trào thôi, mà cái kết quả này nó chỉ giúp cho chúng tôi để minh chứng rằng cái hiệu quả phong trào đấy chứ nó không phải là mục đích của chúng tôi đến. Thì đây tôi sẽ nói về cái câu chuyện mục đích của chúng tôi là gì. Em cho anh next. Rồi, các cái phong trào này thì nó có rất nhiều các phong trào, chúng tôi chọn ra các cái phong trào này nó phù hợp với cả các cái lứa tuổi, độ tuổi khác nhau. Và trong phong trào thì nó có các hoạt động. Tôi lấy ví dụ như bây giờ trong cái phong trào chúng tôi gọi là phong trào sáng tạo trẻ. Phong trào sáng tạo trẻ tức là gì ạ? Tức là thúc đẩy các bạn thanh niên tham gia vào hoạt động sáng tạo. Nhưng không phải chỉ đứng đây nói là hãy sáng tạo đi, hãy sáng tạo đi mà tham gia các hoạt động sáng tạo thì nó rất là khó. Chúng tôi buộc bạn tổ chức ra những cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện rất là cụ thể. Tôi lấy ví dụ như liên hoan để sẽ sáng tạo thuộc là nơi mà các bạn đem những cái ý tưởng, những cái sản phẩm của mình đến để chia sẻ với những người khác, và ở đó có thể có các doanh nghiệp, có các tổ chức có thể support họ tiếp tục để phát triển cái sản phẩm, ý tưởng đó. Đấy. Cái thứ hai là ngày hội sáng tạo công nghệ, nó cũng tương tự như vậy, hay là mô hình vườn ươm tài năng khoa học công nghệ. Cái này thì không phải làm cái vườn ươm này không phải làm phạm vi toàn quốc, nhưng hiện tại bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh đang làm rất là tốt. Các bạn sinh viên khi tham gia vườn ươm này, các bạn có cơ hội
để sử dụng kinh phí để nghiên cứu để vân vân các thứ, một năm có bạn một cái mức kinh phí nào đó để cho các bạn có những cái đề tài và các bạn bảo vệ được trước cái hội đồng thẩm định, các bạn có thể nghiên cứu kia rồi mô hình dần dần chia sẻ sáng tạo không gian sáng tạo của các hoạt động khác. Thì đây là một dạng mà để chúng tôi triển khai phong trào, tức là một dạng hoạt động. Rồi tiếp theo là chúng tôi tổ chức các cuộc thi. Thì các anh chị thấy cái này rõ nhất là rất nhiều các cuộc thi. Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm nay là chuẩn bị tổ chức năm thứ 28 rồi, nó cũng khá là giảm mua về mặt tuổi tác, nhưng mà cái nhu cầu về tin học, tức là chúng tôi vẫn nói đùa là trung đoàn đã nhìn thấy vấn đề này từ 28 năm trước để mà tổ chức ra một cuộc thi. Tại vì sao? Tại vì là chúng tôi nhìn thấy cái sự phát triển của công nghệ trong tương lai, chắc chắn mỗi năm chúng tôi đều phải đổi mới tổ chức các cái hình thức để cho nó phù hợp hơn. Thứ hai là cái cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới, đây là đã vươn tầm ra là nước ngoài rồi, và cái cuộc thi này vô địch tin học văn phòng thế giới hay là cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới là chúng tôi phối hợp với tổ chức đại diện Hoa Kỳ ở Việt Nam, và tổ chức này sau đó khi trên toàn quốc có khoảng tầm 3,000 thí sinh tham gia, sau đó chúng tôi chọn ra những người tốt nhất để tham gia thế giới. Thì đây là những cái hoạt động cuộc thi. Rồi nữa là gì ạ? Cuộc thi công nghệ trí tuệ Canon GTX, các bạn thấy chữ Canon, và đấy là chúng tôi phối hợp với Canon để đưa những cái nghiên cứu của các bạn ứng dụng gần hơn và thực tiễn sản xuất. Canon người ta sẽ đặt ra bài toán trong thực tiễn là họ đang cần ví dụ như lắp 7-8 cái sản phẩm này để trộn vào đi làm thế nào đấy. Thì các bạn sinh viên chúng ta sẽ phải nghĩ ra các giải pháp này trong vòng vài tháng đó, các bạn đưa đề án cho các tuần tư, và cuối cùng các bạn ra được cái sản phẩm hoàn thiện để các bạn giải quyết được vấn đề kỹ thuật của cái bài toán này, vân vân. Tất cả những cái cuộc thi như thế này cũng giúp cho chúng tôi là sao? Thứ nhất là để cho các bạn có một cái nền tảng vài năm các bạn có thể tiếp tục phát triển, và cái quan trọng hơn nữa là chúng tôi tiếp tục phát triển, phát hiện ra những cái bạn mà có tiềm năng, có tài năng nhưng mà chưa được, tức là đang đứng ở trong bóng tối. Thì thông qua một cuộc thi này chúng tôi nhìn thấy bạn ấy và chúng tôi tiếp tục có các cái bước tiếp theo để phát triển cái tài năng này. Rồi tiếp ạ. Chúng tôi tổ chức các giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hay là quả cầu vàng sao đỏ. Thực ra cái giải thưởng sao đỏ này là giải thưởng mà rất lâu đời và rất là danh giá dành cho các anh chị em mà tuổi trẻ dưới 35 tuổi nhưng mà lại có thành tích trong cái kinh doanh rất nhiều năm rồi. Hay ví dụ như là giải thưởng quả cầu vàng, ở đây Bách cũng là một cái nhân tố đã từng đạt giải thưởng quả cầu vàng. Ở đây là những bạn mà có những cái thành tích nghiên cứu khoa học rất là, chúng tôi tạm gọi là rất là tiêu biểu trong cái độ tuổi dưới 35. Thì các bạn sẽ hàng năm các bạn sẽ có cơ hội là đứng một trong 10 người nhận cái giải thưởng này. Và có thể nói ở góc độ thanh niên thì đây là giải thưởng mạnh danh giá nhất dành cho khoa học công nghệ mà chúng tôi có thể trao cho các bạn. Rồi các cái phần thưởng khác dành cho các đối tượng khác nhau. Chúng tôi cũng xây dựng các cái quỹ hỗ trợ. Hiện tại bây giờ trung đoàn đang quản lý các quỹ như thế này: quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, quỹ hỗ trợ phát triển sinh viên Việt Nam, quỹ học bổng thành viên, quỹ học bổng là gì? Thực ra có những cái quỹ tên nó thẳng vào vấn đề là hỗ trợ tài năng trẻ, nhưng các quỹ khác chúng tôi đang hỗ trợ cho những người có cơ hội để trở thành tài năng trẻ. Thì đấy cũng là một cái dạng, hoặc là bên cạnh đó thì chúng tôi có phối hợp với các cái đơn vị khác nữa để có thể trao những học bổng cho các bạn tài năng trẻ. Rồi tiếp đây. Thì đây là một vài những cái hoạt động mà chúng tôi tổ chức cái môi trường để cho các bạn ấy phát hiện và hỗ trợ cho các bạn ấy. Thế còn bây giờ chúng tôi kết nối như thế nào? Đã có các bạn tài năng trẻ rồi, nhưng mà rõ ràng như tôi đặt vấn đề ban đầu, chúng ta cần đáp ứng một nhu cầu của các bạn, đấy là nhu cầu tự thân được kết nối, mong muốn được hỗ trợ lẫn nhau, mong muốn được hỗ trợ cho cộng đồng, vậy thì cần có kết nối. Thì ở đây ấy, thì các cái tỉnh thành đoàn có các câu lạc bộ, và ví dụ như ở chỗ Anh Tuấn này nó có câu lạc bộ thủ khoa, câu lạc bộ lâu đời nhất, nhưng mà thời gian gần đây nó cũng có một số trục trặc liên quan ban chủ nhiệm, thành thực ra là hoạt động nó cũng được sôi nổi như cái thời gian trước. Nhưng mà rõ ràng đấy là một trong những mô hình mà trước đây chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ kết nối được, và với cái Diệu Hồng là một trong những cái thành viên cũng rất là tiêu biểu của cái nhóm thủ khoa của thế trước. Thế rồi hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ chúng tôi có cái hệ thống này. Tuy nhiên cũng phải nói là một trong những cái hạn chế đấy là cái hệ thống này có cơ sở dữ liệu, nhưng việc khai thác nó như thế nào đang là một bài toán chúng tôi phải tính. Tức là chúng tôi có khoảng tầm hơn 5.000 data của các cái tài năng trẻ trong khoảng tầm gần 10 năm trở lại đây. Nhưng vấn đề là gì? Kết nối họ lại, ai sẽ sử dụng cái data này, sẽ sử dụng như thế nào?
thì đang làm một bài toán chúng tôi sử dụng nó hơi giản dị quá, nó hơi đơn giản quá và chưa phát huy hết được cái giá trị của những cái con người trong hệ thống này. Thế rồi nó lại diễn là những kẻ làm toàn cầu và trung ương đoàn tổ chức hàng năm bàn bạc và một trong những nhân tố ở đây hôm nay cũng thấy bằng cái tên trên này cũng là một cái cách để chúng tôi kết nối thêm nhiều đàn anh trẻ trên khắp thế giới. Và như ban đầu chúng tôi có chia sẻ đấy là bạn đại hội đàn anh trẻ Việt Nam vừa kết thúc cách đây chưa đến một tháng và các anh chị đàn anh trẻ từ khắp mọi miền tổ quốc và trong và ngoài nước rất tiếc vừa rồi thì có gần 30 đại biểu ở nước ngoài nhưng chỉ có 5 đại biểu có thể tham dự được đại hội vì các anh về trước dịch Covid vẫn bị kẹt lại. Còn lại ở ngoài thì chúng tôi đành phải dùng các cái hệ thống online để các bạn có thể tham gia vào các cái diễn đàn thảo luận. Vậy thì các bạn sẽ thảo luận gì? Nó cũng tập trung quanh những câu chuyện, có hai câu chuyện lớn. Một là câu chuyện liên quan đến việc là họ góp ý cho câu chuyện là công tác tập hợp phát huy hỗ trợ cho đàn anh trẻ chính những việc chúng tôi đang làm. Và cái thứ hai là đề xuất những cái việc mà chúng tôi sẽ phải làm, trong đó có những vấn đề liên quan đến chính phủ, vấn đề liên quan đến nội tại của các bạn đàn anh trẻ nhiều vân vân. Thì hai cái ý đấy là chúng tôi đang tiếp thu tất cả những cái câu chuyện các bạn vừa có trong thời gian vừa qua để tới đây chúng tôi có được một cái mà lát nữa sẽ trình bày là cái đề án tham mưu cho chính phủ phê duyệt. Làm được cũng khá nhiều việc nhưng mà chúng tôi như ban đầu có nói đấy, chúng tôi thấy rằng còn rất nhiều tồn tại hạn chế trong công tác tài năng trẻ này. Và phải nói là nếu như ngày hôm nay không nói với quý vị thì chắc là sẽ thấy nó rất là tươi đẹp, rất là màu hồng, nhưng rõ ràng là chúng tôi thấy còn có những điểm nó khá là sáng. Về công tác tìm kiếm tài năng trẻ chủ yếu tập trung trong hệ thống tổ chức đoàn thanh niên, chưa có sự chung tay các cơ quan tổ chức cộng đồng. Thực ra nói ở đây phải nói đến cả trách nhiệm của trung đoàn, anh đã mời gọi kêu gọi các tổ chức vào với mình chưa, thì chúng tôi cũng nhận thấy là chúng tôi chưa làm tốt việc đó. Ở đâu đó trong các doanh nghiệp, trong các tổ chức thì đã có được cái quan tâm này nhưng nó chưa được thể chế hóa. Tôi lấy ví dụ như ở trong lĩnh vực khoa công nghệ chẳng thế, thì bộ khoa công nghệ có một cái quyết định liên quan đến quy chế về việc là công nhận các cái tài năng, là gọi là các cái nhà khoa học trẻ tài năng, nhưng mà đấy nó là một cái phạm vi rất là hẹp thôi. Chứ còn các lĩnh vực khác thì sao? Bộ văn hóa thể thao du lịch đối với cả các tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì như thế nào, rồi các cái liên quan đến các cái tài năng trong các lĩnh vực khác nữa, doanh nghiệp khởi nghiệp thì như thế nào vân vân. Thì cái này chúng tôi đang đi một cách nó khá là động lực và đơn lệ, nhưng tới đây câu chuyện này sẽ cần quan tâm thêm. Thứ hai là nhận thức về vai trò tầm quan trọng của chính những cái người mà làm như chúng tôi này. Tôi phải nói những người ở các trung ương hay ở các tỉnh thành cho anh lên phần thiết thì có thể cái nhận thức này rất là ok, rất là tròn trịa, rất là toàn diện, và chúng tôi có những giải pháp cụ thể tuy rằng chưa được hoàn hảo nhưng có giải pháp cụ thể. Nhưng mà xuống lên thấp hơn một chút chẳng hạn, các bạn những người triển khai cụ thể, các bạn nhận thức về vấn đề này nó còn chưa đầy đủ, nó chỉ là một trong rất nhiều công việc mà đoàn phải làm. Cho nên là gì ạ, làm thì nó cũng được nhưng ngược lại với con người đang ở quy mô như thế này nhưng mà con lại này nó sẽ tạo ra những cái khó khăn mà chúng ta lại muốn làm thêm. Nó mâu thuẫn với câu chuyện là nguồn lực thì giảm đi nhưng mà cái nhu cầu tăng thêm, trong khi mà chúng ta chưa thể nào được là gì ạ, phát huy được tối đa nội lực của mỗi cá nhân để làm cho tập thể mạnh lên, thì rõ ràng đây là một điểm nghẽn. Đấy, nhưng thực sự chúng tôi cũng cảm thấy rằng là cái phát huy họ sau như thế nào. Có mấy người được như giáo sư Bách hay giáo sư Hồng ở đây là để tham gia cùng chúng tôi những hoạt động kiểu như thế nào? Không nhiều. Chúng tôi cũng tự nhận điều đó. Hay vừa rồi cảm thấy có những cái bạn trẻ rất là ưu tú ở Canada, bạn cũng là tự nhiên quên mất tên bạn rồi, trẻ rất nhiều. Bạn có rất nhiều dự án của Việt Nam nhưng chúng tôi không dám nhận đó là cái thành tích của chúng tôi. Vậy đó là của bạn ấy nhưng chúng tôi chưa làm được cái gì để mà khiến cho bạn ấy mang cái đấy về thì không thể nhận cái đấy là của mình được. Chúng tôi phải làm chuyện đó nhưng đây là tự bạn ấy làm đó. Thì cái này là cái mà chúng tôi cảm thấy rằng là mình chưa làm tốt. Tôn Vinh thì có phát hiện trao lại được bằng cầu vàng cho dân, sau đó đưa họ vào những câu chuyện của đoàn thanh niên của thanh niên Việt Nam như thế nào thì rõ ràng đang hạn chế. Tiếp theo là nhu cầu kết nối rất là cao, chúng ta đã nói từ đầu rồi, nhưng mà thực ra đáp ứng nhu cầu này từ các cấp, từ trung ương cho đến các địa phương cũng chưa tốt. Tôi vừa nói đến câu chuyện câu chuyện qua là thứ hai là ngay cả bây giờ anh Bách đang chủ nhiệm một vài câu lạc bộ, thực ra cũng gặp một số cái khó khăn, để mà chúng ta có thể kết nối một cách thường xuyên hơn. Thứ ba là việc tham mưu cơ chế.
cơ chế ở đây không phải chỉ là ở cấp trung ương đâu, ngay từ cả các tỉnh thành thôi. Thì cái cơ chế đấy cũng như ở Hà Nội thì ngày xưa có cái cơ chế dành cho các bạn thủ khoa là các bạn được tuyển thẳng vào trong biên chế vân vân, nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi phải nói là có nhiều bạn mong muốn vào đấy nhưng có nhiều bạn cũng quan tâm chuyện đấy, các bạn cần những câu chuyện khác nữa cơ. Tôi lấy ví dụ như đào tạo bồi dưỡng, ví dụ như là câu chuyện được phát huy, ví dụ như là các bạn được nói được tiếng nói của mình trong cái lĩnh vực này lĩnh vực kia để tham gia vào dự án này dự án kia để góp sức mình cho những việc rất cụ thể. Nhưng mà cái hành lang pháp lý là cái gì thì rõ ràng đây là đang hiểu. Các cái chính sách có thể bạn đang như tôi vừa nói, cái chính sách của bạn có thể là rất là hay, chúng ta vẫn cứ hay nói là thảm đỏ, nhưng dưới thảm đỏ là có cả đi, nó cũng không phải là hoàn toàn là mượt hoàn toàn. Ngày xưa khi mà tôi cũng là người một trong những người đầu tiên năm 2004 là lúc đấy mình rất tâm huyết, mình nói rằng ngày kia mình tham mưu cơ chế này kia các thứ để cho các chị ở đại thành phố Hà Nội sẽ có thể là thu hút được nhân tài về với Hà Nội. Thực ra thu hút họ xong về rồi, cái môi trường của họ mà mình cũng tạo ra được một cái giải pháp đồng bộ, tức là cái môi trường đấy nó cũng phải là gì, cũng phải là tạo điều kiện cho họ phát huy mạnh hơn nữa, thì rõ ràng sau một thời gian họ sẽ ra đi hoặc là họ sẽ trở thành con người khác, không còn nhân tài. Rồi tiếp theo đây là những cái vấn đề hạn chế. Thực ra nó là những vấn đề hạn chế lớn, còn những vấn đề hạn chế mà nói nhỏ ở đâu đó cũng không phải quá như đây, nhưng có thể thì thời gian tới chúng tôi cũng có một số cái hướng đi để giải quyết một là hạn chế cái tồn tại tôi vừa nêu và phát huy được cái năng lực mà chúng tôi đang có. Đương nhiên đây là những vấn đề nó có tính chất cái gì đấy, đây nó phải kiểu là vĩ mô thôi, còn việc cụ thể chắc chắn là sẽ phải nhiều hơn như thế này. Chúng tôi đã xây dựng một cái đề án chính của chính phủ, cái đề án đó là cái đề án phát hiện bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ. Nó có ba yếu tố: phát hiện tức là tìm thời gian người ta chăm lo và hỗ trợ cho người ta, để người ta phát triển bản thân, và cái phát huy tức là đưa họ vào những cái câu chuyện có lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho bản thân họ đã đạt rồi nhưng lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho đất nước. Thì đấy là cái đề án của chúng tôi đang tham mưu. Trong đó thì cái công tác truyền thông, chúng tôi quan tâm công tác truyền thông tài năng trẻ, nâng cao nhận thức các cơ quan tổ chức cộng đồng về vấn đề này là cần quan tâm. Cái hệ thống media chúng tôi cần hoạt động mạnh mẽ hiệu quả hơn, tiếp tục làm mới các tính hấp dẫn của các phong trào hoạt động môi trường phát triển phát hiện tôn vinh tài năng trẻ. Ở đây chúng tôi nói nhân cái câu chuyện nói của khi học trẻ của chúng tôi đã 27 năm, chúng tôi thấy rằng nó đã ở một cái độ tuổi khá trưởng rồi, và bây giờ muốn các bạn ấy thực sự là cảm thấy có hứng thú để làm câu chuyện này thì năm nào chúng tôi cũng phải nghĩ ra một cái gì đó mới, một cái gì đó thu hút hấp dẫn để cho các bạn ấy cảm thấy rằng là mình vẫn còn có thể tham gia cuộc thi này, vẫn muốn tham gia cuộc thi này, và cuộc thi này vẫn mang lại giá trị cho họ. Đấy, hay là cái giải thưởng quả cầu vàng này thì chúng tôi vinh danh các bạn ấy xong, bây giờ đang cố gắng làm sao đấy để các bạn ấy được tham gia nhiều hơn các hoạt động có ích cho cộng đồng. Tôi nghĩ rằng tài năng trẻ họ không cần cái giải thưởng của chúng tôi, những tài năng trẻ anh Bách nhận được 20 triệu cho một cái danh giá là cái danh hiệu làm cho anh ấy hoàn toàn vui. Cái vui là đôi khi mình được mang cái trí tuệ, cái năng lực của mình để cống hiến, để đóng góp đó. Anh Bách không phải đó, em không phải thu nhập rồi. Và phải nói rằng ở đây chúng ta nhìn ở tài năng trẻ nó còn khác hơn so với người bình thường. Có thể một bạn học sinh viên nghèo thì 5 triệu thôi cũng rất cần, nhưng với một tài năng trẻ có lẽ rằng là chúng ta cần cho các bạn nhiều cái cơ hội khác nữa, chứ không phải chỉ có những cái giải thưởng thông thường. Tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới tài năng trẻ, đó hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam trong việc rèn luyện vân vân. Tức là tôi muốn nói đến yếu tố phát huy. Trước giờ chúng ta chỉ làm một vài cái việc tôi nghĩ cũng cần nhưng mà chưa đủ. Tôi lấy ví dụ như là thông qua các cái giao lưu, các cái chia sẻ thì các bạn tài năng trẻ có thể là gì ạ? Giúp là tạo động lực, tức là gọi là thúc đẩy các bạn trẻ để có thể là nỗ lực hơn trong cái câu chuyện học tập nghiên cứu khoa học của mình, rồi là những cái câu chuyện phát triển cái năng lực bản thân. Nhưng mà đấy chỉ thuần túy là các hoạt động có tính chất gọi là tạo cảm hứng, thúc đẩy thôi. Thế còn lại bây giờ họ cần phải có thêm nhiều các câu chuyện nữa, ví dụ như là tham gia sâu hơn, ví dụ trở thành mentor của các cái dự án, trở thành người giúp đỡ trong quá trình phát triển của tài năng nào đó, hoặc một bạn sinh viên có năng lực đặc biệt hơn một chút, thì cái này cũng là một cái đòi hỏi là cần phải quan tâm nhiều hơn. Rồi là tạo điều kiện nhiều cơ hội để tài năng trẻ tham gia góp ý, tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn cộng đồng như tôi vừa nói, vừa trao đổi với quý vị vừa rồi. Tức là họ mong muốn được tham gia vào những cái vấn đề cụ thể hơn nữa, trực tiếp hơn nữa, thì cái này cũng là một cái nhu cầu rất là chính.
ra. Vừa rồi thì có 400 đại biểu trên đại hội chúng tôi có khảo sát qua, thì cái thấy cái nhu cầu này cũng là một cái nhu cầu cũng là chiếm phần lớn. Rồi chúng tôi cũng cần phải tham mưu với Đảng, Chính phủ về các đề án chính sách bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ, mà tới đây là cái chúng tôi tập trung nhất và chúng tôi đã gửi công văn sang một đối tượng hơn. Đó là những cái đề án mà tôi vừa chia sẻ từ đầu đến giờ, là đó là cái đề án đó. Từ cái đề án đó sẽ có những cái khung cơ bản, sẽ xác định cái trách nhiệm của các bộ, các ngành, trong đó trung đoàn làm gì, bộ nội vụ làm gì, bộ văn hóa làm gì, vân vân. Tất cả những câu chuyện đó thì nó cần phải có một cái khung. Đầu giờ tôi có chia sẻ chị Vân Anh là chúng ta đang làm những cái để mà rắc rối lại, để mà cùng đi về một hướng, hay là để xem trách nhiệm, kiểm đếm cái trách nhiệm và cái sự tham gia của các bộ ngành. Chúng ta không có cái khung, chúng ta chưa có cái khung để làm câu chuyện này. Chúng ta có chiến lược phát triển thanh niên nói chung, luật thanh niên nói chung, nhưng trong lĩnh vực tài năng trẻ chúng ta chưa có. Để chúng tôi cần có cụ thể hơn. Và thực ra để cho lại cái phần nói chuyện của mình, không xin phép nói tài năng trẻ phần ưu tú trong thanh niên, trên cái yếu tố này cần được quan tâm. Hình như tôi bị lố một chút, cảm ơn thời gian. Một lần nữa thì xin cảm ơn bạn trước đã cho cơ hội.